tất cả mọi người đều có ước mơ. Những ước mơ sẽ không thành hiện thực nếu không bắt tay vào thực hiện. Skyangel, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tiếp viên hàng không tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức bởi hãng hàng không Nok Air Thái Lan, phối hợp thực hiện cùng kênh truyền hình Let's Việt. Cuộc tìm kiếm những tiếp viên hàng không, nghề mơ ước của nhiều cô gái, cùng nhiều thử thách mà họ phải vượt qua để giành lấy giải thưởng lên đến 330 triệu đồng. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam Skyangel, thiên thần bầu trời. Quý vị và các bạn thân mến, một chặng đường dài đã đi qua với rất nhiều những thử thách và những khó khăn để rèn luyện bản lĩnh của 10 cô gái. Và họ cũng đã dần trưởng thành, dần thay đổi để có thật nhiều những hiểu biết, kỹ năng và sự tự tin. Và ngày hôm nay sẽ là giây phút rất quan trọng mà chúng ta đều mong chờ. Chúng ta sẽ được biết cô gái nào sẽ là thí sinh xuất sắc nhất giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng 330 triệu đồng và trở thành gương mặt đại diện của hãng hàng không Nok Air tại Việt Nam. Nhưng trước khi đến với kết quả này, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp lại 10 cô gái xinh đẹp được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Thiên Thần Bầu Trời năm 2015. Từ lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những chiếc máy bay trên bầu trời, tôi lại ước một ngày nào đó mình có thể được ngồi trên những chiếc máy bay ấy. Và giờ đây khi lớn lên, tôi chợt nhận ra rằng tiếp viên hàng không chính là ước mơ của tôi. Tôi là người rất thích đi du lịch và gặp gỡ mọi người. Tôi luôn muốn được nở nụ cười với những người xung quanh và tôi rất tự tin về nụ cười của mình. Thưa quý vị và các bạn, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được đồng hành cùng với các thí sinh trong cuộc thi này. Tuy nhiên, cùng với tôi còn có một người nữa luôn theo sát các thí sinh và cho những thí sinh của chúng ta những lời khuyên vô cùng là bổ ích. Đó chính là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Xin chào chị Giáng My ạ. Xin chào em. Dạ. Chị ơi, chúng ta là những người rất may mắn khi mà được đồng hành cùng với các bạn gái. Đến hôm nay là chặng đường cuối cùng rồi. Chị có cảm xúc như thế nào và chị có nhớ về những ngày đầu tiên không ạ? Có thể nói rằng là tôi đã rất là thú vị khi được tiếp xúc với 10 thí sinh của chúng ta đã tham gia chương trình Skyangel. Bởi vì tất cả các bạn đều hội tụ những cái yếu tố cả về tài năng và sắc đẹp. Bởi vì như là Duy biết đấy, tức là các bạn phải thi đấu với hơn 100 thí sinh khác, đều là những người có một cái ước mơ muốn trở thành chuyên viên hàng không. Và cái phần thi cũng rất là khó khăn, đó là phần thi tiếng Anh và phần thi tài năng cho ban giám khảo. Vâng, đó là những hình ảnh của ngày đầu tiên. Và đó là lúc đầu tiên mà chị Giáng My đến với cuộc thi này. Và chắc chắn là chị sẽ có nhiều cảm xúc và chắc chị vẫn còn nhớ là sau vòng thi đó thì chúng ta chọn ra top 20 để các bạn có thể tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình, sự tự tin của mình trước ống kính. Và họ còn mặc áo dài Việt Nam cùng với những chiếc nón lá để giới thiệu hình ảnh của đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè của Thái Lan, đúng không ạ? Và sau đó chị cũng nhớ là chúng ta đã chọn ra top bao nhiêu? Sau đó thì chúng ta đã chọn ra 10 cô gái để bay sang Bangkok. Và những cái ngày đầu tiên đó thì chắc chắn là Duy sẽ nhớ rằng là các bạn thực ra còn chưa biết là chụp với máy chụp hình như thế nào, tạo dáng làm sao, thậm chí nhiều bạn là còn đi giày cao gót rất là khó khăn nữa. Nhưng bây giờ rõ ràng là các cô gái chúng ta đã khác hẳn rồi. Vâng, chính xác là như thế và chúng tôi thì không bao giờ quên được những hình ảnh đó. Và bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh về những ngày đầu của cuộc thi Việt Nam Skyangel, thiên thần bầu trời. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ đây thì 30 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ đến với phần thi tài năng. Họ sẽ thể hiện được bản lĩnh, tài năng cũng như là sự tự tin của mình trước ban giám khảo. Xin mời các bạn cùng bước lên đây.
Xin được chúc mừng số báo danh 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 18, 19. Với tôi, bộ đồng phục của tiếp viên hàng không là bộ đồng phục đẹp nhất. Và nếu một ngày nào đó tôi có thể khoác lên người bộ đồng phục ấy thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi hòa đồng, vui vẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh. Vì thế, tôi nghĩ tôi thích hợp với ngành tiếp viên hàng không. Ngay sau khi lựa chọn được top 10 thì chúng tôi đã lên đường sang thủ đô Bangkok của Thái Lan. Và nhiệm vụ đầu tiên ở thủ đô Bangkok đó là những bài học về trang điểm này, cách đi đứng này, rồi là cách đi catwalk, biểu diễn thời trang. Và em nhớ lúc đó chị Giáng My là một trong những người trực tiếp hướng dẫn cho các bạn. Chị có còn nhớ điều gì ở thử thách này không? Đây quả thật là một cái thử thách hết sức thú vị cho những bạn mà thậm chí là trước đây chưa bao giờ từng trang điểm. Thì sau thử thách này các bạn đã duyên dáng xinh đẹp và tự tin lên rất nhiều. Thế còn bài học về cách đi đứng hôm đó chị Giáng My đã dạy rất là nhiều thứ. Chị thấy là cái điểm nổi bật các thí sinh trước và sau khi tham gia cái bài học đó là gì ạ? Quả thật là một trong những cái điều mà rất là quan trọng đối với phụ nữ đó là cách đi, dáng đứng, cách ngồi. Thì ngày hôm đó sau bài học thì tất cả những cái bạn mà chẳng hạn như là thân hình chưa được hoàn hảo, chân hơi cong thì đã biết cái cách làm sao mà khi ngồi trông duyên dáng hơn, hoặc là cái bàn tay để như thế nào, và những cái điệu bộ, những cái ngôn ngữ bằng hành động, bằng tay gì sẽ thể hiện được những điều gì. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái cuộc thi hết sức là thú vị bởi vì mỗi một thí sinh đều hoàn thiện mình hơn. Vâng, và lúc này đây thì anh Duy xin được mời chị Giáng My cùng với quý vị khán giả sẽ nhìn lại hình ảnh của những thí sinh trong ngày đầu tiên đến với thủ đô Bangkok. If you look underneath is number F6. This one very good hover on the dark spot. But if some people like okay, Kun Trip got the red spot down here. See like that. So this one you have to use the yellow one. Yellow will cover the red. Orange will cover the dark, the black. But not the dark skin, okay? Người chiến thắng cuộc thi vòng 3, số báo danh 08. Tôi tin rằng tiếp viên hàng không là nghề nghiệp dành cho những cô gái giỏi, bởi không chỉ bạn cần phải có ngoại hình, giao tiếp tốt, làm việc nghiêm túc và bạn cần phải giỏi ngoại ngữ nữa. Và tôi nghĩ rằng tôi hội đủ những điều kiện trở thành một tiếp viên hàng không. Khi mà chúng ta nín thở thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bụng của chúng ta lúc nào nó cũng ở trong trạng thái nó được hít vào. Và chính cái động tác đó nó giống như là tập yoga. Thì cái bụng chúng ta sẽ không nhảy cái là hỏng. Hey.
tuyên bố người thắng cuộc cuộc thi ngày hôm nay. Số báo danh 05. Xin được chúc mừng bạn Hạnh Tuyến, số báo danh 05. Tham gia cuộc thi này, tôi muốn làm bố mẹ tôi tự hào và tôi muốn là người chiến thắng. Ngay sau những thử thách ở Bangkok, chúng tôi đã lên đường đến với tỉnh Chiang Mai ở phía Bắc. Và đây là một tỉnh mà có rất nhiều những danh lam thắng cảnh. Chắc chắn là chị Giáng My có nhiều điều ấn tượng và nhiều cảm xúc để lại ở tỉnh Chiang Mai đúng không ạ? Đúng là như vậy. Đối với Chiang Mai thì tôi có một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Điều đầu tiên đó là văn hóa của người Chiang Mai. Với những ngôn ngữ mà họ nói ra giống như là cái âm nhạc vậy, rất là nhẹ nhàng, thanh tao. Và điều đặc biệt mà tôi thích ở nơi đây đó là cái cách mà đi du lịch rất là phong phú. Ngoài cái chuyện mà các bạn có thể cưỡi voi thì các bạn có thể xem những cái xiếc hổ này, xiếc khỉ này. Có rất là nhiều những cái trò chơi khác nhau dành cho một gia đình đến Chiang Mai. Và hơn nữa là món ăn ở đây rất là ngon và đặc biệt là giá lại rẻ. Và tôi rất là thích một cái slogan của người Chiang Mai đó là Farm to Table, tức là tất cả món ăn được làm từ organic. Chị Giáng My là một người mà có rất nhiều những hiểu biết về đất nước Thái Lan. Chính vì thế mà mỗi lần nghe chị nói xong là muốn đi du lịch liền. Nhưng mà ngay bây giờ thì anh Dinh cũng rất là muốn nhắc quý vị khán giả và chị Giáng My tới những cái thử thách ở Chiang Mai. Hôm đó thì chúng ta có phần thử thách là thi nấu ăn. Đây là một cái phần thử thách mà bản thân em cảm thấy rất là thích thú khi mà các cô gái được trổ tài làm bếp, được thể hiện sự khéo léo của mình. Và đặc biệt là những món ăn ấy, nó rất là ngon và hấp dẫn và còn đẹp mắt nữa cơ. Đúng vậy. Và nói về nấu ăn thì không phải là ngay lập tức các bạn có thể học để làm được món ăn ngay. Và trong các thí sinh của chúng ta thì nhiều bạn đã chia sẻ các bạn chưa bao giờ từng nấu ăn. Nhưng mà ngày hôm đó thì đã làm cho ban giám khảo rất là ngạc nhiên là các bạn đều trình bày rất là đẹp và đã hoàn thành được cái phần nấu ăn của mình. Thậm chí là một cái món ăn mà chưa bao giờ từng nấu trong cuộc đời là món ăn Tây. Vâng, và lúc đó thì chị Giáng My cũng rất là may mắn khi được cùng với ban giám khảo là nếm thử món ăn của tất cả các đội đúng không ạ? Và ở Chiang Mai còn có những cái thử thách khác nữa. Và ngày hôm sau thì bản thân em là một cái sự trải nghiệm rất lớn khi mà được cùng với các đội đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Thế khi mà chị chấm thi ở phần này thì chị có chú ý điểm gì không? Mình rất là thích cái chương trình này là bởi vì là không phải chỉ là cái phần thi cá nhân mà còn thi có tính chất đồng đội. Ở phần này thì các bạn chia thành nhóm và các cái nhóm phải hướng dẫn ở những cái địa điểm khác nhau làm sao mà thuyết phục được khách du lịch đến đây. Và sau khi mà tôi xem video clip của các bạn thì tôi đã bị thuyết phục là tôi muốn đến ngay những cái nơi mà các bạn đã giới thiệu. Vâng, rõ ràng là mỗi một phần thi trôi qua các thí sinh lại rèn luyện bản lĩnh hơn nữa. Và quý vị khán giả cũng lại có thêm rất là nhiều điều hay để chúng ta cùng đón xem trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục gặp gỡ các thí sinh của chúng ta. Ik, now please start with the first menu. Okay. First menu that we're gonna do is, I call it bacon egg cup. The ingredients that we're using is bacon egg, this is cheese. Mozzarella one. Which one is mozzarella? I think this is. That's right. The softer one is mozzarella pepper. Sau đây, một tiếng đồng hồ dành cho các đội của chúng ta. Bắt đầu! Để thuyết trình cho món ăn lần này của tụi em thì món đầu tiên, first menu thì cái phần chính giữa sẽ là hình mặt trời. Như là mọi thứ đều hướng về ánh dương tỏa sáng. Những cái dưa ở xung quanh là những chồi non và những hình tròn xung quanh những cái bánh xung quanh là những bông hoa, những nụ hoa sẽ nở xung quanh mặt trời tỏa sáng. Chúng tôi sẽ được tuyên bố nhóm thắng cuộc ngày hôm nay. Đó là nhóm. Xin chúc mừng nhóm 1, số 2 và số 5. Đó chính là đội hồng gồm có hai bạn Thanh Tuyền và
bạn Hạnh Tuyến, Tuyền và Tuyến đấy ạ. Chúc mừng các em. Yeah. Sau cuộc thi này tôi học hỏi được rất nhiều thứ, những thứ mà tưởng chừng như trước đây tôi không thực hiện được. Và giờ đây ước mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không. Mọi người hay khen tôi là một cô gái xinh đẹp và chu đáo, nhưng thực tế thì tính cách của tôi có phần hơi trẻ con. Tuy nhiên khi qua chương trình này thì tôi đã học được cách chăm sóc và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh hơn. Vì thế, phương châm sống của tôi là làm mọi người hạnh phúc và vui vẻ. Như vậy là cả ba đội đều đã nắm rõ thử thách của mình trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên có một điểm khó khăn là những địa điểm này hoàn toàn xa lạ đối với những cô gái của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, họ chưa bao giờ làm người dẫn chương trình hay hướng dẫn du lịch. Chính vì vậy mà bản thân tôi và chắc chắn là quý vị khán giả cũng đang rất tò mò, không biết là các cô gái ngày hôm nay có vượt qua được thử thách của mình hay không. Hãy cùng đón xem phần tiếp theo của Vietnam Sky Angel Thiên Thần Bầu Trời. Chiến thắng của ngày hôm nay đó chính là nhóm với số báo danh 020709, nhóm 1. Tay với Chiang Mai thì chúng tôi đã đi xuống phía nam của thủ đô Bangkok để đến với tỉnh Krabi. Ở đây thì có một thử thách mà chắc chắn là chị My cùng với quý vị khán giả sẽ rất là nhớ, đó là bãi biển đầy nắng và gió. Các thí sinh được mặc những bộ trang phục bikini và được chụp hình selfie này và được quay những đoạn DVD quảng cáo khoảng 30 giây đúng không chị? Đây là một trong những cái thử thách tương đối là rất là khó khăn, bởi vì sao? Ngoài cái chuyện mà các bạn phải mặc bikini làm sao cho đẹp, cho hấp dẫn ra, thì các bạn còn phải chụp ảnh selfie và quay một cái đoạn video clip với lại dụng cụ thể thao. Và các bạn đã hoàn thành rất là tốt, và điều này làm tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì như là anh Duy đã biết rồi, một cái quay quảng cáo là cái khó nhất trong tất cả những cái diễn xuất, kể cả cộng với phim nhựa và phim truyền hình, bởi vì chỉ trong 30 giây thôi bạn làm sao truyền tải được nội dung của nó. Và các thí sinh cũng chia sẻ với em, sau cái ngày thi hôm đó là bản thân họ cảm thấy vui hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vì chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể làm người mẫu đóng TVC quảng cáo. Và ngay ngày hôm sau thì họ lại có những cái thử thách mà chúng ta sẽ rất nhớ, đó là phần hướng dẫn du lịch. Mà em nhớ là hôm đó chị Giáng My cũng cùng đi thuyền kayak để đến với những hang động ở Krabi đúng không ạ? So với lại Chiang Mai thì cái phần thi ở tại Krabi khó khăn hơn rất là nhiều. Bởi vì cái phần hướng dẫn này các bạn cũng chia thành nhóm, nhưng mà các bạn phải vào những cái hang động và có những cái nơi nước chảy xiết, rồi trời thì nắng chang chang. Và đấy quả thật là một cái thử thách rất là đáng nhớ. Và trong cái buổi đó thì tôi cũng đã đi cùng các bạn, và tôi thật sự thấy rằng là cái sự sáng tạo các bạn rất là thú vị, và các bạn đã trở thành một cái người hướng dẫn viên hết sức là chuyên nghiệp. Và thêm một kỷ niệm nữa mà em
chia sẻ với chị Giáng My và quý vị khán giả, đó là ngày hôm đó khi mà đang ghi hình thì trời mưa rất là to. Chính vì vậy mà phải tìm ngay một cửa hàng là cửa hàng thăm lót để có thể mà trú mưa. Cho nên đấy cũng là một điều mà chúng tôi không thể nào quên được trong quá trình ghi hình chương trình ngày hôm nay. Và mời quý vị hãy tiếp tục đón xem những hình ảnh để chúng ta cùng nhớ lại những chặng đường đã qua cùng với các thí sinh. Các thiên thần thân mến, ngay bây giờ đây thì các bạn sẽ được học cách đi đứng và tạo dáng với những trang phục ngày hôm nay của các bạn, đó là bikini, để làm sao cho thật quyến rũ và hấp dẫn với một khung cảnh tuyệt vời như thế này. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón giám khảo Giáng My sẽ là người hướng dẫn cho 10 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Chúng ta. Xin chào tất cả các thiên thần. Hôm nay các em thật là lộng lẫy và xinh đẹp, và chị hy vọng rằng hôm nay sẽ là một cái buổi chụp thật là tuyệt vời, và chúng ta sẽ làm sao tạo cho mình được một cái dáng mà duyên dáng nhất. Và người này chưa một lần nào chiến thắng. Vâng, người mà ban giám khảo chọn ngày hôm nay đó chính là số 10. Xin chúc mừng bạn Ngọc Hân. Và bình thường thì các nhóm thí sinh vẫn trêu bạn này là công chúa Ngọc Hân. Chúc mừng công chúa Ngọc Hân. Đội chiến thắng ngày hôm nay là đội màu vàng. Ở chặng đường tiếp theo của cuộc thi thì các thí sinh đã trở lại sân bay Đôn Mường ở thủ đô Bangkok để đến với một thử thách mà tôi nghĩ là vô cùng khó khăn. Chị Giáng My ạ, khi mà phải thực hiện những cái kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của một tiếp viên hàng không rồi xử lý những tình huống, các thí sinh còn nói với em là ôi em sợ lắm, bởi vì bình thường em chỉ đi máy bay thôi, hôm nay em lại đóng vai trò là người tiếp viên hàng không. Không biết là chị có
đặt mình ở cái vị trí của các bạn ấy để thấy được cái nỗi sợ hãi này không? Tôi thấy rằng tôi rất là tự hào với các bạn ấy, bởi vì nếu như là anh Duy xem là mỗi một lần mà chúng ta lên trên máy bay, chúng ta cảm thấy rất là thán phục khi mà các bạn trên viện không rất là nghiêm trang, đĩnh đạc và chỉ hướng dẫn cho khách hàng cái cách làm sao seat belt, cái cách làm sao để bảo vệ mình khi mà máy bay gặp sự cố. Và một cái thời gian training rất là ngắn thôi, nhưng mà các thí sinh ta đã rất là tự tin và có thể nói rằng có rất nhiều những cái tình huống xảy ra để cho các bạn phải thể hiện làm sao mình vừa nhanh nhẹn, vừa lanh trí mà lại vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp của một chuyên viên hàng không. Điều này hoàn toàn không phải là dễ dàng tí nào. Và em thấy rằng là cuộc thi của chúng ta rất là hay khi tạo cơ hội cho các bạn ấy đúng được rồi. Đặt mình vào những tình thế khó khăn. Chính và lúc khác. Đó thì sự bản lĩnh này, sự tự tin này và sự thông minh đúng sẽ vậy. Được thể hiện ra đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng, rõ ràng là khi mà chị Giáng My làm giám khảo và chấm những phần thi rất đa dạng như thế thì cũng là một cái sự trải nghiệm rất hay. Và với quý vị khán giả thì ngay lúc này đây xin mời quý vị tiếp tục đến với hình ảnh về các thí sinh trong cuộc thi năm nay. Tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng đắn khi tham gia chương trình này. Ngoài sự thành công và nổi tiếng bây giờ, tôi rất muốn thực hiện ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của mình. Và hiện tại thì tôi nghĩ là tôi có đầy đủ điều kiện để trở thành một tiếp viên hàng không. Và tôi rất vui vì điều đó. Với tôi, việc tham gia chương trình và trở thành một tiếp viên hàng không là điều mà mọi người không tưởng. Bởi vì tính cách của tôi khá mạnh mẽ so với nhiều bạn gái cùng trang lứa. Nhưng tôi nghĩ rằng với tính cách của mình, tôi có thể trở thành một tiếp viên hàng không xuất sắc. Cabin crew training session with the real practice on the real aircraft. So try your best. Ladies and gentlemen, to comply with safety regulations, please turn off our personal electronic devices. You may turn off your devices again in flight mode after takeoff. Seat belt. Và các bạn, ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà 10 cô gái được thể hiện bản lĩnh của mình thông qua việc thực hiện thử thách ngày hôm nay và ứng dụng những kỹ năng dành cho tiếp viên hàng không trên máy bay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những cô gái sẽ thể hiện như thế nào trong thử thách lần này. Nhiệm vụ thứ nhất của các cô gái đó là kiểm tra máy bay trước khi bay. Nhiệm vụ thứ hai là hướng dẫn an toàn bay. Và nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ mà rất khó nhưng cũng đầy thách thức và đầy thú vị, đó chính là xử lý tình huống trên máy bay. Ở nhiệm vụ thứ ba này thì chúng tôi sẽ có 3 tình huống rất khó khăn đưa ra cho các nữ tiếp viên hàng không tương lai. Tình huống thứ nhất đó là hành khách không tắt các thiết bị điện tử. Tình huống thứ hai là hành khách chỉ biết nói tiếng Thái, không biết nói tiếng Anh và nói tiếng Việt, đồng thời lại không chịu gấp bàn ăn ở phía trước. Và tình huống thứ ba đó là một khách hàng nam có một hành vi không được hợp lý cho lắm và sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không. Và rõ ràng lúc này đây, quý vị khán giả cũng đang rất tò mò không biết 10 cô gái sẽ thể hiện như thế nào. Chúng ta hãy cùng bắt đầu phần thi tình huống dành cho 10 cô gái trong chương trình hôm nay. I'm so sorry. Is there any problem with you? Do you have any... Are you hurt? Are you hurting? Are you tired? Oh, sorry, you don't speak English? Cotton car. Okay, I will contact another flight attendant that can speak Thai to speak to you. Just wait a moment and please enter. Excuse me, sir. Could you please fasten your seat belt? What? Fasten the seat belt, please. How to do it? I don't know what to do. Put this one to this one. This one. Yeah. No, cannot. Too sharp. Yeah, I can have it. Sorry, you can do this yourself. How? Excuse me, can you turn off your telephone? Turn off? Yes. And fasten seat belt, please. Okay, thank you. Turn off your mobile phone. Why? Because I love music. Yes, I know you love music, yes. But after landing, you can turn on because it will block the signal of this airline. Yes, can you? Can you
back yard. Thank you. Oh, please your seat belt. Stay fitty for you. Your seat belt, please. Yes. I will do if you give me your phone number. Oh, sorry, sir. I'm working now and I cannot give you my number. After you work, my chair. Yes. If you work, after your work, you can give me. Oh no, I can't. It's the rule of the Please turn off your phone, please, because the plane is going flying. Why? Oh, because the wireless of the phone it affects the electricity of the plane. Really? Yes, it's a safe for you. Người chiến thắng của cuộc thi Skyangel ngày hôm nay. Winner for Vietnam Skyangel, number Quý vị và các bạn, sau nhiều thử thách đầy cam go và khó khăn thì ngày hôm nay ban giám khảo đã lựa chọn ra được thí sinh xuất sắc nhất giành chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Skyangel Thiên Thần Bầu Trời năm 2015 với phần thưởng trị giá 330 triệu đồng và trở thành gương mặt đại diện cho hãng hàng không Nóc E tại Việt Nam. Và trước khi đến với kết quả quan trọng ngày hôm nay thì ngay bây giờ tôi xin phép được giới thiệu những đại diện đến từ hãng hàng không Nóc E và công ty Index Creative Village sẽ là những người công bố và trao giải cho các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch phụ trách khách hàng và quan hệ công chúng của hãng hàng không Nóc E mà chúng ta vẫn biết đến với cái tên là Nóc Pop, đó chính là anh Pinyot Pibun Somkrang. Người thứ hai chắc chắn là một người quen đối với quý vị khán giả và cả 10 thí sinh, đó là một vị giám khảo đi suốt cuộc hành trình cùng với chúng ta. Xin được giới thiệu một lần nữa Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Và vị khách mời thứ ba là đồng chủ tịch của công ty Index Creative Village, đó là ông Krinkan Kanchana Pukin. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ sẽ là giờ phút quan trọng trong cuộc thi. Trước khi đến với tên của người chiến thắng, chúng tôi xin phép được công bố top 3 thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi này. Các bạn có hồi hộp không ạ? Tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức công bố top 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm các thí sinh sau đây. Đầu tiên là một thí sinh luôn luôn thể hiện được sự tự tin trong mọi thử thách của cuộc thi này và cũng đã từng giành chiến thắng trong những thử thách của cuộc thi. Đó là thí sinh mang số báo danh 0 5. Hạnh Tuyến, thí sinh đầu tiên trong top 3, mời bạn bước lên phía trước. Thí sinh thứ hai có tên trong top 3 là một thí sinh luôn luôn thể hiện được sự tươi tắn, duyên dáng và rất dễ thương. Thí sinh này mang số báo danh chẵn. Tôi xin được chúc mừng số báo danh 02, Thanh Tuyền. Đây cũng từng là một cặp thi trong một thử thách của chương trình và cũng đã từng giành chiến thắng cùng với nhau. Có lẽ quý vị khán giả cũng dễ đoán bởi vì hai cô gái này giành rất nhiều chiến thắng trong các thử thách tuần. Và vị trí thứ 3 trong top 3 thì mới thực sự là khó đoán bởi vì không biết là trong số 8 cô gái còn lại thì ai sẽ là người xuất sắc có tên trong top 3. Thí sinh cuối cùng có mặt trong top 3 đó là ai đây ạ? Thí sinh thứ 3 đó chính là số báo danh 0 8.
Xin chúc mừng Cẩm Hằng. Chúng tôi hay gọi bạn ấy là Coco. Hôm nay Coco đã có tên trong top 3. Vâng, xin một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng chúc mừng cho top 3. Và bây giờ đây sẽ là giây phút vô cùng quan trọng và tất cả chúng ta đều mong chờ. Đó là thí sinh nào sẽ là người chiến thắng chung cuộc là quán quân của Việt Nam Skyangel Thiên Thần Bầu Trời năm 2015. Và kết quả này tôi cũng không biết. Bây giờ tôi xin phép được trân trọng kính mời anh Pinyot Pibun Songkram, anh Nốc Pop sẽ giúp cho ban tổ chức và tất cả chúng tôi được biết ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi năm nay. I'm very excited as well to see everyone here. Before I announce the winner, I'd like to say thank you for everyone for joining this event. Firstly, you should really be proud of yourself and give yourself a round of applause. Have to be very proud of yourself because when we first recruited, you are 10 out of many hundred. And today we will select one out of many hundred. So really, really be proud of that. And I'd like to thank you everyone for all your participation and the hard work, all these episodes. If I could, I'd like to invite all of you to be part of the Nok Air team. But unfortunately, I could only invite one. Okay, so I don't know yet who it is, but we will find out pretty soon. Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng ta có thể nhận thấy sự xúc động trên gương mặt của các thí sinh, đặc biệt là top 3, Tuyền. Anh nghĩ rằng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự vui mừng, đúng không? Và em đã có những người bạn tuyệt vời, những người chị em tuyệt vời, cho nên bây giờ kết quả dù có thế nào, đó vẫn là niềm hạnh phúc của tất cả chúng ta. Okay, the happiness of all of us. Yeah, and then I think like, you know, if you don't make Skyangel today, you can always, if you your dream really is to become an air hostess, you can always apply and be an air hostess. So just keep that dream and take it forward, okay? Okay, so it's time, huh? It's time now. It's time. No, bây giờ, no more suspense. Sẽ là giờ phút quan trọng nhất. Okay, so the winner for Vietnam Skyangel, out of many, many hundred, down to one, is number... person performed very well throughout every mission. Number two. Số báo danh 02, Thanh Tuyền. Cô gái đã vừa rất là xúc động. Yeah, thank you, Nok Pop. Vâng, như vậy chúng ta đã biết người giành chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Việt Nam Skyangel Thiên Thần Bầu Trời của chúng ta đó chính là bạn Thanh Tuyền, số báo danh 02. Chúc mừng em. Và xin phép là mời em sẽ bước lên phía trước để nhận được phần thưởng trị giá 330 triệu đồng của cuộc thi này. Xin mời Thanh Tuyền và xin mời anh Nốc Pop sẽ trao phần thưởng này dành cho Thanh Tuyền. Xin được chúc mừng quán quân Thiên Thần Bầu Trời năm 2015 với phần thưởng 330 triệu đồng. Congratulations. Và bây giờ tôi xin thông báo một tin vui đối với cả 10 cô gái tham gia cuộc thi của chúng ta. Đó là mỗi bạn sẽ nhận được một cặp vé khứ hồi bay giữa Việt Nam và Thái Lan của hãng hàng không Nok Air. Xin chúc mừng cho cả 10 cô gái. Ngay sau đây, xin mời từng bạn một sẽ bước lên phía trước để nhận được phần quà này từ anh Nok Pop. Đầu tiên xin mời số báo danh 01. Và ngay bây giờ thì 9 cô gái còn lại trong cuộc thi của chúng ta cũng sẽ có phần thưởng. Và phần thưởng dành cho 9 bạn gái còn lại là 10.000 bạt. Xin được chúc mừng cả 9 bạn gái còn lại. Và ngay sau đây, người sẽ trao phần thưởng này dành cho 9 cô gái đó chính là ông Kiên Khan, là đồng chủ tịch của công ty Index Creative Village. Và xin mời các bạn gái của chúng ta cũng sẽ lần lượt bước lên để nhận phần thưởng này. Đầu tiên xin mời số báo danh 01, Như Ý. Hi,
một lần nữa xin được chúc mừng cả 10 cô gái trong cuộc thi Thiên Thần Bầu Trời của chúng ta, các thiên thần của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, một chặng đường dài đã đi qua. Chắc chắn lúc này ban giám khảo cũng như là những vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay sẽ có nhiều cảm xúc và nhiều điều muốn chia sẻ đối với 10 cô gái cũng như là quý vị khán giả. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ. Trước tiên xin được mời anh Nock Pop. Okay, yes. After the long journey, what would you like to say and any advices to the contestant and for the audience? Yes, okay. So after all the mission, right, like I said earlier, I want everyone to really be proud of yourself. Because all these missions, they weren't very easy missions, right? Yeah, some was very tough, especially the one about the air hostess, where you had half a day training, and then we test you in the afternoon. So really be proud of yourself, from many hundreds to 10 to 1, okay? For the 9 that didn't make the Sky Angel this time, if you really want to be air hostess, please continue on your dream, contact Nok Air. We will fly to more than just Ho Chi Minh City in Vietnam, so there'll be more opportunities for you, okay? For Kelly, number 2, congratulations again. And I look forward to, you know, working with you. And in Vietnam, please represent Nok Air as a friendly airline. And I'm sure you would make everyone very proud at Nok Air. Thank you, Nok Pop. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội luôn luôn mở ra đối với cả 10 cô gái và đặc biệt là người chiến thắng của chúng ta là bạn Thanh Tuyền. Đó là những gì mà anh Nock Pop vừa mới chia sẻ. Còn với chị Giáng My, là một người đã theo sát cuộc hành trình này cùng với 10 thí sinh, có những nụ cười, có cả những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi. Chắc chắn lúc này chị có nhiều cảm xúc muốn được chia sẻ đúng không ạ? Xin mời chị. Có thể nói rằng là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên, từ lúc rất là nhiều bạn đi đôi giày cao gót còn khó khăn, thậm chí là không biết trang điểm cho mình làm sao cho duyên dáng xinh đẹp hơn. Nhưng cho đến ngày hôm nay, sau một chặng đường được ở tại thành phố Bangkok và trải nghiệm với rất nhiều những thành phố khác tại Thái Lan, thì tất cả các bạn đã trở thành gia đình, thành những chị em, đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Và mỗi bạn tôi đều thấy một cái sự trưởng thành vượt bậc. Dù sao đi chăng nữa, điều mà tôi muốn nói, tôi rất xúc động và rất hãnh diện với tất cả các bạn. Ngày hôm nay tất cả các bạn đều là những người chiến thắng. Vâng, lúc này thì tôi có thể nhận thấy là trong mắt của chị Giáng My thì cũng ngấn lệ rồi. Chị giống như là một người chị cả của các em, theo sát các em và cho các em những lời khuyên. Và sau cuộc thi này chắc chắn là các em cũng sẽ cần những lời khuyên của chị và chị sẽ sẵn sàng chị ạ? Chắc chắn là như vậy. Vâng, đó là một điều mà rất là đáng mến và những tình cảm mà ban giám khảo cũng như là chị Giáng My dành cho các bạn. Cho nên chúng ta có thể cho một tràng pháo tay nữa được không ạ? Và bây giờ đây tôi cũng rất là muốn được mời ông Kim Khan đến từ công ty Index có đôi lời chia sẻ đối với 10 cô gái của chúng ta. Mr. Kim Khan, could you like to say something to them? Xin chào. Glad to you be here in Bangkok and I looking forward to see you in Saigon and especially your guys in Nok Air. Nok Air. Congratulations all of you. Thank you. Thank you. Tuyền ơi, anh phải nói rằng là chúc mừng em. Cảm giác lúc này như thế nào? Dạ hiện giờ em rất là hạnh phúc, em không thể biết diễn tả cảm giác của em như thế nào nữa. Đã tin là mình chiến thắng chưa? Dạ. Hay là vẫn còn lâng ở trên mây á? Dạ vẫn còn trên mây anh ơi. Anh thấy rằng là cái lúc mà khi anh chưa công bố là người nào chiến thắng này, dạ, mà anh mới chỉ gần nói là top 3 thôi, dạ, mà em đã khóc rồi. Tại sao lúc đấy lại khóc nhanh thế? Dạ tại em cảm động quá, là em không có nghĩ là em cũng được lựa chọn nhau top 3 như vậy. Nhìn mấy bạn em cũng thấy vui nữa, các mọi người gắn bó với nhau trong một quá trình như là chị em, nên là em thấy hạnh phúc mọi người. Em cũng và... sợ xa nhau. Cái lúc đó là cái giọt nước mắt của sự hạnh phúc và sự sợ cái cách chia những người bạn thân của mình thôi đúng không? Dạ. Thế thì anh nghĩ rằng là đây là những cái cảm xúc rất là thật và rất là đáng quý và đáng trân trọng của các em. Em có muốn nói điều gì sau cái chiến thắng này và muốn nói điều gì với những người bạn thân yêu của em, 9 cô gái còn lại trong cuộc thi không? Dạ em xin gửi lời cảm ơn tới Nok Air cũng như là những ekip thực hiện bên Index rất là nhiều. Em cũng cảm ơn đội bên Les Việt đã dẫn tụi em đi. Cảm ơn anh cũng đã hỗ trợ em tụi em suốt một quá trình. Dạ em muốn nhắn nhủ tới các bạn là chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau. Và chắc chắn là sau cuộc thi chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đúng không? Yeah. Và anh chúc em sẽ tiếp tục thành công hơn nữa và trở thành một gương mặt đại diện rất là xuất sắc của hãng hàng không Nok Air tại Việt Nam. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và ngày càng tỏa sáng hơn nhá. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng Tuyền một lần nữa.
rất là cảm ơn chị Giáng My. Và ngày hôm nay em cũng rất là vui khi mà được đồng hành cùng với chị Giáng My để kể lại câu chuyện về chặng đường với rất nhiều những thử thách trôi qua của cuộc thi Việt Nam Skyangel Thiên Thần Bầu Trời năm 2015. Thưa quý vị, tới đây thì chúng ta cũng đã tìm ra được người chiến thắng xuất sắc cho cuộc thi năm nay. Và chặng đường phía trước của các thí sinh vẫn còn rất dài. Các bạn sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có thể trở thành một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp trong tương lai. Và chúng ta cũng sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong chương trình Việt Nam Skyangel Thiên Thần Bầu Trời của năm 2016. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cuộc thi của chúng tôi năm nay. Bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.